Khi nhắc đến các dòng họ ở làng La Cà, không ai là không biết đến dòng họ Đặng Trần. Dòng họ Đặng Trần không chỉ được biết đến về con người mà còn nổi tiếng bởi nhà thờ của dòng họ Đặng Trần. Hiện nay, nhà thờ dòng họ Đặng Trần còn lưu giữ rất nhiều các đạo sắc do vua ban. Và để biết rõ hơn nữa về nhà thờ dòng họ Đặng Trần, xin mời các bạn cùng tôi đến thăm nhà thờ dòng họ Đặng Trần. Làm con phải hiểu, em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng. Con chào ông ạ. Chào cô. Con xin tự giới thiệu, con là giáo viên của trường mầm non Dương Nội ạ. Chúng con đang tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng với chủ đề Dư Địa Chí, và nhà thờ dòng họ Đặng Trần là nội dung mà chúng con đã lựa chọn. Vậy bây giờ ông có thể cho chúng con biết đôi điều về nhà thờ của dòng họ Đặng Trần được chưa ạ? Nhà thờ họ Đặng Trần chúng tôi ở đây là thờ các cụ tầng trên của trong dòng họ. Trong đó đặc biệt có nói đến là cụ Đặng Công Mậu. Cụ Đặng Công Mậu của họ chúng tôi là cụ đỗ tiến sĩ khoa Tân Sửu năm 1721. Sau đó cụ làm quan cũng rất nhiều nơi và cũng chấm nhiều các trường thi ở trong triều đình. Thế sau đó thì cũng được nhà vua Lê cử sang Trung Quốc 3 năm. Bây giờ cụ về và đến khi năm 65 tuổi thì... tức là vua Lê ban cho đấy. Vâng ạ. Đấy, có hai cái sắc phong của hai cụ thân sinh ra cụ Mậu, và đồng thời là cụ Đặng Công Mậu có 12 sắc phong. Vậy thì tất cả là 14 sắc phong, và những cái ban thờ của nhà vua Lê ban cho thì họ chúng tôi vẫn gìn giữ được đầy đủ. Vâng. Vâng, con xin cảm ơn ông ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, từ đường họ Đặng làng La hiện nay gồm hai tòa nhà ba gian nằm song song theo kiểu hình chữ nhị. Phía trước là nhà tiền tế, phía sau là hậu cung. Trong đó đặt ba gian thờ tổ tiên với các ngai thờ, đồ tế khí và biển, lọng, dao, mác. Phía trong cùng có hai bia đá, một chiếc dựng vào năm Cảnh Hưng Ngai Tư năm 1745, một chiếc khác dựng vào liên hiệu Minh Mạng trong lần tu bổ từ đường. Từ đường vốn được dựng từ thời Lê, hiện còn một số mảng chạm khắc với văn hóa giao mác mang phong cách thế kỷ 18, đặc biệt là ban thờ gỗ với các hoa văn rồng, chạm lộng tinh xảo mang phong cách thế kỷ thứ 18. Ngoài ra, ở đây còn lưu giữ được 14 đạo sắc do các triều vua Lê phong tặng cho Đặng Công Mậu, tiến sĩ năm 1721, làm quan đến chức hình bộ tả thị lang, có nhiều công lao với triều đình, cùng một số đạo sắc khác phong cho song thân và con cháu của Đặng Mậu. Từ đường hiện đang lưu giữ được một gia phả họ Đặng cùng các chi phái. Trong gia phả về chi phái ở La Lội, có chép 30 bài thơ của Đặng Mậu khi đi sứ của phương Bắc. Về Đặng Mậu hay Đặng Công Mậu, sách Đăng Khoa lục chép: Đặng Công Mậu sinh năm 1688 và mất năm 1765, người xã La Lội, huyện Từ Liêm, nay là thôn La Lội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 34 tuổi, đỗ đệ tam dòng tiến sĩ, xuất thân khoa Tân Sửu liên hiệu Bảo Thái II năm 1721. Đời Lê Dụ Tông được cử đi sứ sang nhà Thanh, làm quan đến chức hộ bộ hữu thị lang, tức Uông Đinh Ba về trí sĩ. Khi mất được tặng thượng thư, thọ 78 tuổi, các nhà khoa bảng Việt Nam, Văn học Hà Nội năm 1993, trang 671. Theo là đường thi phả, gia phả họ Đặng ở La Lội, thì dòng họ Đặng ở La Lội vốn được đổi từ dòng họ Trần cùng các chi nhánh họ Đặng ở Lương Xá, huyện Trương Đức và xã Yên Quyết, huyện Từ Liêm. Dòng họ Đặng ở La Lội chính là chi nhánh ở Yên Quyết Từ Liêm. Đến đời thứ tư thì có Đặng Công Mậu, đỗ tiến sĩ năm 1721, làm quan trải qua các chức hộ khoa cấp sự trung, giám sát ngự sử đạo Kinh Bắc, Hàn Lâm Viện thị giảng, Hồng Lô tự khanh, Hàn Lâm Viện thừa chỉ, thừa chánh sử đạo Tuyên Quang, công bộ hữu thị lan, rồi hình bộ tả thị lang, đi sứ nhà Thanh, sau tặng chức thượng thư, tước hầu. Ông có rất nhiều công lao với triều đình, nhất là trong việc dẹp phiến loạn.
ở vùng rừng núi xa xôi phía Bắc, ông đồng thời còn có nhiều công đức với dòng họ, dân làng. Tương truyền chính nghề dệt nổi tiếng ở Tổng La là do ông giới thiệu vị tổ nghề về truyền dạy cho dân vùng này. Theo lời kể của cụ Đặng Trần Quý, nhà thờ họ Đặng Trần không chỉ là nơi lưu giữ các đạo sắc do vua ban cho Đặng Công Mậu và hai cụ thân sinh ra Đặng Công Mậu. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nơi đây là cơ sở cách mạng nuôi dấu cán bộ năm 1950. Bên trong nhà thờ còn có một hầm bí mật, nơi mà chiến sĩ Đặng Trần Hồng đã anh dũng hy sinh vào ngày 25 tháng 7 năm 1950. Được bọn tay sai chỉ điểm, giặc đã bao vây nhà thờ, hòng bắt sống chiến sĩ Đặng Trần Hồng. Sau khi hủy hết tài liệu mật, ông đã ném một quả lựu đạn về phía quân địch. Nhưng không nổ, ông đã quên sinh bằng quả lựu đạn cuối cùng khi tuổi đời vừa tròn 30. Chim có tổ, suối có nguồn, con người cũng có tổ tiên ơi, con người cũng có tổ tiên. Ai làm người không sinh ra, công cha ngày đêm vất vả, nhớ nghĩa mẹ như nước chảy ra lừa, trong nguồn nước đã chảy ra. Suối nhớ nguồn, chim nhớ nòi, con người cũng nhớ tổ tiên, con người cũng nhớ tổ tiên. Nhớ mẹ hiền nuôi con thơ, nâng niu lời ru bú mắm, nhớ cha từng đi sớm về chưa thường, cha từng đi nắng về mưa. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ hơn Thái Bình Dương, nghĩa mẹ hơn Thái Bình Dương. Khi nhọc nhằn, khi lo toan, ai đong mồ hôi nước mắt, công sinh thành công dưỡng dục con cầu, cha mẹ cao ngất trời xanh. Suối nhớ nguồn, chim nhớ nòi, con người cũng nhớ tổ tiên, con người cũng nhớ tổ tiên. Nhớ mẹ hiền nuôi con thơ, nâng niu lời ru bú mắm, nhớ cha từng đi sớm về chưa thường, cha từng đi nắng về mưa.